đấy. Đúng rồi đúng rồi, 20% bây giờ còn có 166. Đấy, đồ mai có là về F3. Dạ vâng. Lắp cái kia đã. Lắp cả cái kia ấy. Đấy, về F3 về Thái Nguyên khá là nhiều rồi. Đấy, những cô chú mà bây giờ cũng gọi là trung trung tuổi mua một con để đi chợ và cũng như là đi đón cháu thì một chiếc này mình nghĩ là rất hợp lý đấy. Chú này chú ấy đã mua 2-3 chiếc Morning với lại i10 về rồi, chú cứ mua về xong chú đã bán đi. Đấy, thì đợt này chú lại quyết định chú lấy VF3. Thế chú đi thử con này chú thấy sướng hơn Morning không chú? Sao mà sướng bằng cái Morning được, mẹ nó chân gà nó tay phanh như cái này, nếu có tay phanh nên ra nhiều khi mình bị hững, mình đi nó đi nhanh ấy. Không, chú đi mấy hôm chú quen rồi. Không, chú đi F, cái xe của thằng con BF8 thì nó quen mẹ rồi. Thì lại bán mẹ rồi, vừa rồi là mua cái VF bao nhiêu? VF7 chú, hay VF9? 9 chứ. Chỉ là nó mua ở Bắc Giang gần tỷ. Mua mấy rồi chú? Mua của thằng khác nó vừa mua về. Để nó qua cầu nó làm kiểu béo cho nó rẻ ấy. Cái đen. Còn cái năm ngoái là cái màu mua mới được mấy tháng nó bán cái màu rêu. Nó lấy con xe về là mẹ 700 triệu. Nhưng mà đi được từ tháng 11 năm ngoái mà đến cái cây mấy tháng bán mẹ cho lại lấy con này có kia. Bây giờ thì bảo tôi đéo nữa mẹ, tao cứ thay xe này học suốt thì tao mua hẳn mẹ nó với bà gì liền. Đấy, chú ơi, việc con này chú đi chợ đi giấc đi loanh quanh con này hợp lý gì nữa. Chơi nhớ mất tiền ít. Và cái tiền đi. Ok chú. Ngày mai chú cứ cầm qua cho lắp cho. Mai mang lắp cái đấy, hỏi vừa xong rồi quay.